Hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 167 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 bộ chân trời sáng tạo. Câu hỏi thảo luận 3 mục 2 yêu cầu như sau. Theo em có sự khác biệt nào về các lực tác dụng được minh họa ở hình 38.1a và 38.2? Chúng ta hãy mở lại sách và quan sát hình 38.1 và 38.2. 38.1a. Hình 38.1a. Sự khác biệt giữa hai hình là trước tiên là hình 38.1a. Ở hình này có lực tác dụng khi hai vật tiếp xúc với nhau. Ở đây, vật tạo ra lực là tay cô gái và vật chịu tác dụng của lực là quả tạ. Và hai vật này tiếp xúc với nhau. Có lực tác dụng khi hai vật tiếp xúc nhau. Tiếp theo các em hãy quan sát hình 38.2. Hình 38.2, nam châm hút viên bi sắt. Ở hình này thì có lực tác dụng khi hai vật này không tiếp xúc với nhau. Nam châm là vật gây ra lực, còn viên bi sắt là vật chịu lực. Nhưng hai vật này không tiếp xúc với nhau. Có lực tác dụng khi hai vật không tiếp xúc nhau. Đây chính là sự khác biệt giữa hai hình. Vậy là cô và các em đã hoàn thành câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 167 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 bộ chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập trang lờiGiải2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.